Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học tiếp theo trong khóa học thiết kế đồ họa Photoshop. Mình là Duy Nguyễn. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào nhóm công cụ thứ hai là nhóm công cụ chỉnh sửa ảnh, cũng như là chúng ta sẽ vào công cụ đầu tiên của nó là công cụ Brush Tool. Đây là nhóm công cụ mà sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa hình ảnh với những công dụng như sau. Đầu tiên là công cụ Spot Healing Brush Tool. Công cụ này thì giúp chúng ta sẽ xử lý các cái vùng dựa vào cái vùng xung quanh nó. Các bạn có thể để ý thấy ở đây mình có một khuôn mặt một cô gái như này, và trên khuôn mặt cô gái có khá là nhiều những cái nốt ruồi và những cái mụn như thế này. Thì bây giờ mình cần xử lý những cái khu vực mụn này, thì mình có thể sử dụng công cụ Spot Healing Brush Tool. Nguyên tắc hoạt động của nó là nó sẽ lấy cái vùng xung quanh khu vực chúng ta xử lý để nó đắp vào cái khu vực chúng ta muốn xử lý. Ví dụ ở đây chúng ta muốn xử lý cái mụn này màu đen này, thì nó khi mà chúng ta sử dụng Spot Healing Brush Tool, nó sẽ tự động lấy vùng xung quanh cái khu vực đen này nó đắp vào đó. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng cái khu vực chúng ta muốn xử lý nó có một cái vùng xung quanh tương đồng như là cái chỗ chúng ta muốn xử lý, thì chúng ta có thể sử dụng công cụ này. Và khi chúng ta lựa chọn Spot Healing Brush Tool thì chúng ta sẽ có một vòng tròn này, và muốn tăng kích cỡ cái vòng tròn thì chúng ta có hai cách. Một là các bạn chỉnh phía bên trên này, nó có thông số, các bạn click đây, bạn tăng size lên thì vòng tròn nó sẽ to ra, và chúng ta cho nhỏ size đi thì vòng tròn nó bé lại. Và thì tùy vào cái khu vực mà chúng ta cần xử lý, chúng ta sẽ cho cái size này nó vừa phải. Thì ở đây mình sẽ để khoảng tầm 33, nó vừa che khoanh được cái mụn này của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có thể click chuột phải vào màn hình. Các bạn click chuột phải màn hình nó cũng sẽ ra cái bảng đó. Thì thông thường mình hay click chuột phải vào thì nó tiện hơn. Và bây giờ chúng ta muốn xử lý thì nguyên tắc hoạt động của nó là như sau. Chúng ta chỉ việc là chấm chuột vào cái khu vực chúng ta muốn xử lý thôi. Ví dụ mình chấm chuột vào cái mụn này, các bạn sẽ thấy là cái mụn lập tức nó biến mất, hay mình chấm ở đây cũng vậy. Đó, mình chấm ở bất cứ chỗ nào thì nó sẽ biến mất. Tại vì sao? Tại vì là nó lấy vùng xung quanh cái mụn đó nó đắp vào luôn, mà vùng xung quanh ở đây là cái vùng da này. Đó, nó khớp với lại cái vùng mụn ở đó nó đắp vào, cho nên chúng ta thấy là không phải là cái mụn biến mất mà nó được cái vùng xung quanh nó che vào, cho nên là nó sẽ không còn gì. Đó, thì đấy là cái công cụ Spot Healing Brush Tool. Các bạn thấy là nó xử lý rất là tốt. Tuy nhiên rằng các bạn ví dụ những cái khu vực mà sát cái phần tóc này này thì các bạn chấm cẩn thận, hoặc là chúng ta phải sử dụng cái vòng tròn nó nhỏ hơn. Tại vì ví dụ mình chấm sát vào đây, các bạn sẽ thấy là cái màu đen nó sẽ bị lem vào. Tại sao? Vì nó lấy vùng xung quanh bao gồm cả cái phần tóc này nữa. Thì Photoshop thì nó không phân biệt được đâu là tóc, đâu là da. Vậy nó không phải mắt mình nhìn mà nó phân biệt theo vùng màu. Nó biết đây là vùng màu đen và đây là cái vùng màu trắng một chút. Cho nên là khi mà các bạn chấm thì nó sẽ tạo ra cái sự loang về cái, hoặc các bạn tuyệt đối đừng có kéo như thế này nhé, đừng có kéo như này, hoặc là chúng ta chấm 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 rất là nhiều như này, mà chúng ta trong đối Photoshop thì chúng ta phải xử lý một cách kiên nhẫn và chúng ta chấm một cách nó chi tiết một chút thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mà nó tốt hơn rất là nhiều, hơn là chúng ta cứ gì hết như thế này. Rất nhiều bạn là hay gì như này để là xử lý cho nó nhanh, vùng nó lớn này đó, các bạn thấy không, là nó sẽ bị giống như này, bởi vì nó lấy vùng xung quanh mà, vùng xung quanh đây là bao gồm cả phần mắt phía dưới này, cho nên là nó sẽ nhoi lên cả trên này, nhìn cái bức ảnh của mình nó rất là xấu. Do đó thì chúng ta sẽ phải xử lý một cách chi tiết nhé, các bạn lưu ý chỗ này cho mình. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ảnh gốc ban đầu để mình tiếp tục sang công cụ thứ hai. Thì trong Photoshop nó hỗ trợ chúng ta một cái công cụ ở góc phía bên phải này, nó được gọi là History. Các bạn nào mà không thấy cái công cụ này, cái hình ba cái ô vuông và cái mũi tên này này, thì các bạn có thể vào Windows các bạn gọi cái phần là History ra đó, thì nó sẽ ra cái phần công cụ ở đây. Công cụ này nó sẽ cho phép chúng ta thấy được toàn bộ những cái bước mà chúng ta đã thao tác đối với ảnh. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là từ bước từ nãy giờ mình toàn dùng Spot Healing Brush Tool. Mình muốn quay lại bước nào thì mình click vào một bước đó. Đó, nó sẽ quay lại từng bước một. Còn mình muốn quay lại ảnh gốc thì mình sẽ kéo lên tận trên cùng. Đây, ảnh gốc của mình đây. Click vào đây, nó ảnh lại trở lại mụn như ban đầu. Và bây giờ mình sử dụng công cụ thứ hai là Healing Brush Tool. Healing Brush Tool thì nó cũng có cái công dụng là lấy vùng này đắp sang vùng kia. Tuy nhiên là nó không lấy vùng xung quanh mà nó chúng ta có thể lấy vùng khác được. Ví dụ trong trường hợp này mình giả sử cái vùng xung quanh ở đây nó còn lành lặn, thì trường hợp mà vùng xung quanh này cũng bị dính mụn thì dĩ nhiên là chúng ta không thể xử lý được rồi. Chúng ta phải lấy vùng da chỗ khác chúng ta đắp vào đây. Thì Healing Brush Tool nó sẽ giúp chúng ta công việc đó, là chúng ta có thể bóc vùng da phía bên này chẳng hạn, là chúng ta đắp sang bên đây. Đó, hay là đây là đối với khuôn mặt người thì mình dùng là vùng da, còn đối với ảnh hoặc là một số những cái khác thì các bạn gọi chung nó là đối tượng nhé. Mình lấy từ vùng này mình đắp sang vùng kia. Đó, hay mình có thể ví dụ luôn cho bạn một cái ảnh banner này. Đó, lát nữa mình sẽ thực hành luôn. Bây giờ mình sử dụng Healing Brush Tool, thì để sử dụng công cụ này các bạn chọn nó,
Sau đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi bóc một cái miếng vùng nào đó và chúng ta đi đắp. Thì đầu tiên phải là chúng ta bóc. Bóc ra thì khi chọn công cụ này nó cũng có một biểu tượng vòng tròn này. Đấy, tùy vào cái khu vực chúng ta xử lý mà chúng ta cũng có thể kích chuột phải để lựa chọn cho cái vòng tròn cho nó phù hợp. Thì bây giờ ví dụ như mình kích chuột vào đây, nó sẽ báo một cái lỗi như này. Thì sử dụng công cụ này nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là bóc một cái khu vực. Sau đó bước thứ hai là mình dùng cái miếng bóc đó mình đi chấm vào những cái khu vực mình muốn xử lý. Bây giờ mình sẽ bóc cái vùng da ở phía bên má bên này, mình đắp sang bên này. Thì mình sẽ đưa con chuột, đưa cái vòng tròn vào đây. Sau đó mình giữ phím Alt. Giữ phím Alt hay các bạn còn gọi là phím An đấy. Mình giữ vào đây thì cái vòng tròn nó sẽ biến thành cái kiểu tiêu điểm như thế này. Đó. Sau đó là mình click chuột trái một cái. Thì nó sẽ bóc được ra một cái miếng này, các bạn nhìn này. Đó, nó bóc ra một cái miếng. Mình dùng cái miếng này mình đi chấm vào những cái mụn này thôi. Có nghĩa là mình lấy vùng da chỗ khác mình bóc mình đi chấm vào. Cho nên các bạn lưu ý là khi mà chúng ta bóc vùng da này, các bạn nên lưu ý là bóc cái vùng da ở đâu mà nó gần tương đồng với khu vực mà mình bị chấm vào đó thì mình sẽ có được cái kết quả nó tốt hơn. Đấy là cái công cụ thứ hai là lấy vùng ở chỗ khác đắp vào. Hoặc chúng ta có thể áp dụng sang bên đây. Ví dụ các bạn thấy là bây giờ mình muốn xóa cái chữ More Than 90 Brand này đi. Thì mình sẽ sử dụng cái nền, các bạn đấy vùng xung quanh của nó là một cái nền xanh. Mình sẽ lấy cái vùng nền này mình đắp vào đây. Mình cũng đưa chuột vào cái chỗ cái vòng tròn này. Các bạn đừng lo lắng khi mà cái miếng kép bên kia nó vẫn còn, tại vì mỗi lần chúng ta giữ phím Alt chúng ta kích chuột trái một cái là chúng ta lại bóc được ra một cái miếng khác. Các bạn nhìn thấy mình bóc được ra một cái miếng màu xanh này. Sau đó mình đi chấm vào đây thôi. Chấm vào đây. Các bạn thấy là tại sao nó lại để lại những cái vết như này? Tại vì là khi đối với công cụ Pro Tool này thì khi mà chúng ta bóc một cái vùng nào đó mà chúng ta đắp vào một cái vùng khác thì tự động nó xảy ra một cái việc là nó hòa trộn cái miếng bóc của chúng ta với cái vùng khu vực mà chúng ta đắp vào. Cho nên là đối với da mặt người thì nó lại rất là hữu hiệu, tại vì là cái vùng da này có thể là nó đen hoặc nó xám hơn cái vùng da bên này một chút, nhưng mà khi nó hòa trộn thì nó vẫn trông nó vẫn rất là thật. Như đối với lại những cái banner hoặc những cái hình mà các màu nó khác nhau hoàn toàn như này, ví dụ các bạn nhìn cái nền của nó là một cái màu xanh, một cái màu xanh, nhưng khi mình đắp vào cái số 5 này là màu đỏ, hay là màu xanh này với màu xanh đậm này nó lại khác nhau, cho nên khi hòa trộn nó lại tạo ra một cái hệ màu khác, cho nên cái kết quả nó không được như mong muốn. Do đó là tùy vào từng bức ảnh mà chúng ta lựa chọn công cụ cho nó phù hợp, chứ không phải là công cụ nào mình cũng có thể áp dụng được cho tất cả các cái ảnh. Tuy nhiên là ở đây nó có một công cụ thứ ba là công cụ Patch Tool, thì cũng có thể áp dụng được khá nhiều trường hợp. Patch Tool thì nguyên tắc hoạt động của nó cũng giống như là Healing Brush Tool, có nghĩa là lấy vùng da khác để thay thế vào cái vùng mình muốn xử lý. Tuy nhiên là cái cách hoạt động của nó thì ngược lại một chút. Là Healing Brush Tool là mình đi bóc trước, sau đó là mình mới đi đắp vào cái vùng mình xử lý sau. Còn Patch Tool là mình sẽ khoanh cái vùng mình cần xử lý và mình kéo nó ra cái vùng mình cần đắp. Đây mình ví dụ như này. Mình sẽ lại quay lại cái ảnh gốc ban đầu. Đó. Bây giờ mình muốn xử lý cái mụn này, mình sẽ sử dụng công cụ Patch Tool. Đó. Thì công cụ này nó không có cái biểu tượng hình tròn, mà nó biểu tượng như này, các bạn trông nó giống một cái miếng vá. Đó. Thì mình sẽ khoanh cái mụn này lại. Đó. Sau đó mình kéo nó sang cái khu vực lành lặn. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Thì là lập tức cái khu vực lành lặn nó sẽ được thay thế vào cái khu vực có cái mụn đó. Đó. Giống như kiểu chúng ta lấy vùng này chúng ta vá vào đây đấy. Đó. Chúng ta tiếp tục khoanh như này. Đó. Thì nó cũng là lấy vùng khác. Bất kỳ một cái vùng nào chúng ta kéo đến thì nó sẽ thay thế vào cái khu vực mà chúng ta muốn xử lý đó. Hay tương tự như này, ví dụ bây giờ mình muốn xử lý chữ Moda này, mình sẽ có thể khoanh nó vào đây. Và sau đó mình kéo lên này. Các bạn thấy là phần bên trên nó sẽ che vào. Hoặc thậm chí là mình có thể khoanh to như thế này. Mình kéo lên đây. Đó, nó sẽ thay thế vào. Mình cứ khoanh tất cả những chỗ này, mình khoanh dần dần là cuối cùng mình sẽ che hết được đi và mình sẽ xóa được cái chữ đó đi thôi. Hay là cách làm mà giúp các bạn nó tốt hơn là các bạn có thể sử dụng kết hợp với lại cái công cụ tạo vùng chọn mà chúng ta đã học. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng, trước tiên mình sẽ sử dụng công cụ tạo vùng chọn theo hình chữ nhật này, Rectangle Marker Tool này. Đó, mình sẽ tạo ra một cái vùng chọn quanh cái chữ này, chữ Moda này. Đó, để chúng ta không cần phải khoanh, bởi vì khi chúng ta khoanh thì nó không thể chuẩn được, nó có thể tạo ra những cái đường mà nó cứ ngoằn ngoèo. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để tạo ra một cái vùng chọn nó rất là đẹp như này. Và sau đó mình lựa chọn Patch Tool, mình sẽ kéo cái này lên. Đó, kéo lên khu vực này. Đó, nó sẽ hơi vướng cái chân ô một chút, nhưng tí mình sẽ xử lý sau. Đó, thì nó chỉ còn mỗi tí chỗ này thôi, thì chúng ta lại khoanh tiếp, chúng ta đưa vào đây. Đó, hay tương tự như vậy, khi mà chúng ta xử lý như thế rồi chúng ta lại tiếp tục làm đối với chữ là Shape Tool này. Mình tạo vùng chọn này, sau đó là mình dùng Patch Tool mình kéo lên. Đó, như vậy là xong.
thì các bạn có thể kết hợp các cái công cụ với nhau như thế để giúp công việc của chúng ta nó chuẩn xác hơn, nó đẹp hơn. Thì đấy là ba cái công cụ mà chúng ta thường hay sử dụng nhất trong cái nhóm Bird Tool này. Còn hai công cụ bên dưới thì chúng ta không quan trọng nên mình sẽ không đi qua hai công cụ đó. Các bạn tập trung giúp mình ba công cụ bên trên: Bird Tool, Spot Healing Bird Tool, Healing Bird Tool và Patch Tool. Đấy là tác dụng của ba công cụ này giúp chúng ta trong cái việc chúng ta chỉnh sửa ảnh. Và đôi khi thì thiết kế thì chúng ta cũng sẽ cần tới một chút thôi, nhưng mà không nhiều bằng với chỉnh sửa ảnh. Ok, thì hy vọng rằng sau bài này thì các bạn đã có thể nắm được cái công cụ đầu tiên trong cái nhóm thứ hai này, công dụng của nó như thế nào, và chúc các bạn thành công.